Hello, em Cường xin chào các bác. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác một cái vấn đề mà rất là nhức nhối, là tại sao các showroom ô tô cũ, những ông bán ô tô cũ lại phải che biển số. Cái điều này là cái điều rất là, phải nói là cực kỳ nhạy cảm đấy. Và tại sao là showroom của em không che biển số, và cũng có những showroom không che biển số, nhưng chỉ có điều rằng là không che như vậy nó có rất nhiều những cái hệ lụy để có thể là làm ảnh hưởng đến cái thương hiệu của họ, nhưng họ vẫn có thể là để cái bài là không che biển số. Các bác nhá, không che biển số nó sẽ có hai cái lý do mà để các bác không che biển số. Cái thứ nhất là do người chủ bán xe ấy không muốn rằng là anh em đừng công khai cái xe của anh lên đấy, anh ngại bạn bè hàng xóm, rồi thì là đối tác, tất cả mọi thứ ngại là họ nghĩ rằng là anh bán xe, đúng không ạ? Đấy, cái điều thứ hai ấy, là cái điều rất là nhạy cảm, đó là không che biển số nó sẽ bị lộ tẩy ra những cái vấn đề liên quan đến cái xe cũ về trở về trước. Ví dụ như là va chạm, đâm đụng, ngập nước đấy, hay là chạy dịch vụ đấy. Thì chính vì vậy mà anh em luôn luôn che biển số lại, như riêng Việt Bắc Ca không che. Và bọn em luôn luôn cam kết và có một cái điều mà luôn luôn nói với khách hàng và các bác rằng, cái xe bọn em bán ra chỉ cam kết về vấn đề hiện thực nó đang bị như vậy, nó đang như thế đấy. Hiện thực, hiện trạng cái xe nó còn đang ok, máy zin, được chưa? Máy còn tốt, được chưa? Không bị đâm đụng, được chưa? Còn tất cả những cái gì xấu, kính thay rồi, bị va chạm rồi, đúng không ạ? Đấy, rồi thì là tất cả những cái gì liên quan xấu của cái xe là em đều nói hết ra các bác. Và em chỉ cam kết với các bác rằng là tại thời điểm em bán cái xe đó là nó đang bị như vậy. Cái gì còn tốt, cái gì không còn tốt thì em đều nói như vậy. Còn em không thể cam kết được cho các bác là tiểu sử của nó như thế nào. Các bác ạ, tiểu sử thì bây giờ, giả sử như một con đời 2009, 2010 hay là 12, 13, nó qua mấy đời chủ rồi. Có người thì sang tên, có người thì không sang tên. Có người mua về chỉ để đi từ nhà đến cơ quan, nhưng có người lại mua về để làm gì ạ? Đi từ nhà đến cơ quan như tối chạy dịch vụ kiếm tiền, đúng không ạ? Đấy, thế cho nên là rất khó để có thể được tìm hiểu được rằng là tiểu sử của cái xe đó như nào, trừ khi cái xe đó mà mình biết rõ người chủ. Phải nói rằng là mình biết rõ người chủ thì mình mới biết được tiểu sử của cái xe. Mình mà không biết làm sao mà biết được. Mình biết được rằng ông hàng xóm này mua từ mới, đúng không? Đấy, tiểu sử ông ấy không chạy dịch vụ các thứ bao giờ thì được. Đấy, đâm đụng tai nạn có lẽ là hàng xóm các thứ là đều biết. Chứ bây giờ một ông ở tỉnh nọ, ông ở tỉnh kia, các bác bảo là tiểu sử nó thánh không biết, có khi phải đi xăm bói. Đấy, nhờ một bà bói siêu đỉnh nào đấy để bói xem là thằng này hay là cái con xe này ngày xưa đã bị làm sao hay chưa, ngập nước hay chưa, lặn chưa, hay là bị đâm đụng hay chưa. Đấy, cái điều đấy là điều không thể luôn. Và bọn em chỉ bán ra, nhắc lại một lần nữa với các bác rằng là bọn em chỉ bán cái xe ra với cái cam kết tại thời điểm hiện tại chất lượng xe nó như vậy và tình trạng xe nó như vậy nhá. Đấy, còn bây giờ một số bác coi như là lôi ra cái vấn đề là, ôi em đăng một con xe lên này, lôi ra một cái vấn đề là, ôi con xe này trước đây chạy dịch vụ. Bởi vì sao ạ? Chụp ảnh một cái status của khách hàng trước sử dụng cái xe này lên. Status nói như thế nào? Ví dụ, bác nào có nhu cầu đi đâu không? Em, đã, cho em, cái gì là, em nhận phục vụ các bác để kiếm thêm tiền sữa và bỉm cho cháu. Đấy, ví dụ em nói ví dụ một cái status như vậy. Đấy, thế bởi vì sao ạ? Người ta mua con xe này về, cái xe là tiêu sản. Một con người, các bạn, ai mua con xe thì cũng bác biết, các bác biết là cái xe là tiêu sản, mua hôm nay và ngày mai nó giảm giá. Vậy thì một người thông minh, một người mà người ta có thể biết sắp xếp công việc, thì họ phải biết được rằng là con xe này nó phải cày ra tiền được cho người ta. Trừ những người có rất nhiều tiền, họ chỉ cần là cái xe để đi lại vớ vẩn linh tinh thôi, còn họ kiếm tiền bằng mảng khác. Còn một con người, bây giờ em lấy ví dụ như các bác chẳng hạn, mua một con xe về, lương các bác 10 triệu hay 12 triệu 10 triệu, 12 triệu trên thị trường bây giờ có rất nhiều gia đình lương như vậy, có ô tô rồi đấy các bạn. Thế 10 triệu, 12 triệu ngày đi làm, tối tự nhiên bà hàng xóm bảo em ơi, chở giúp chị xuống Hà Nội cái, có đi không? Kiếm triệu bạc có đi không? Đi quá đi, đúng không? Đấy, thì đấy, thi thoảng em nói các bác là những cái dòng xe đấy, những cái dòng xe mà kiểu như là số sàn, thì đến 100 người mua xe thì em khẳng định với các luôn là đến 8-90 người hoặc 7-80 người sẽ có những status trên Zalo, trên Facebook rằng là có bác nào đi đâu không, cho em chở kiếm thêm tí. Đấy, đấy là một phần là như thế. Hai đại khách là có status sẽ nói lên điều rằng là người ta cần sử dụng cái con xe này để chở người đi,
thì các bác căn cứ luôn vào cái status đó để nghĩ rằng là à, con này là con dịch vụ, con này chạy dịch vụ, con này chạy dịch vụ, cho nên là các ông quảng cáo không dịch vụ. Như ông nào quảng cáo không dịch vụ bằng những cái con xe như vậy là gần như là 99% là quảng cáo láo. Em nói thẳng với các bác luôn, dịch vụ là gì ạ? Dịch vụ là sử dụng con xe đó đi kiếm tiền. Đấy, còn sử dụng con xe đó với cái tình trạng như thế nào thì còn tùy vào cái tình trạng mà người sử dụng. Người ta chỉ đi một ngày một cuốc thôi để kiếm tiền thôi, ngày đi làm tối được cuốc nào cuốc xong về ngủ. Người thì đi chạy suốt ngày đêm, chạy dịch vụ suốt ngày đêm nhưng mà theo cái kiểu như là xe chung, xe chở các thứ, xe ghép. Người thì đóng vào công ty taxi, người thì chạy con xe taxi hoặc công ty taxi thanh lý ra. Đấy, rất nhiều những cái lý do để mà có thể nói được một con xe chạy dịch vụ. Và con xe chạy dịch vụ là con xe được sử dụng để kiếm tiền cho người chủ sở hữu con xe đó. Thì đấy được gọi là con xe sử dụng dịch vụ. Còn tùy vào tình trạng nó chạy nhiều hay nó chạy ít. Còn một con xe bây giờ mà nó đang chạy, con xe đang bán trên cửa hàng, mà các bác bảo rằng là em ơi, ngày xưa con xe đó nó có chạy taxi không, có chạy dịch vụ không? Ông nào mà trả lời là không ấy, là cái ông đấy gần như là siêu chém gió, siêu lừa đảo. Em nói thật với các bác luôn. Đấy, ngay cả những con xe này của em chẳng hạn. Đấy, đây bác hỏi, anh ơi, anh có cho thuê xe không? Em thuê xe trải nghiệm nhá. Đây bác hỏi thuê xe trải nghiệm thì đấy chính là một cái tình trạng của đấy chính là một cái kiểu của một cái xe dịch vụ cho thuê tự lái. Đúng không ạ? Xe thuê trải nghiệm là tự lái rồi, con xe này đầy người hỏi. Đây. Bác thấy không? Đấy. Con này là con em mua và em không, khi cá nhân em thì em không cho thuê cái điều đấy. Nhưng các bác lên cho các hội, các nhóm, các trang về cái dòng xe nào đấy đều có những cái bài đăng kiểu như này. À, em cho thuê trải nghiệm có lái hoặc là không có lái. Tùy, đấy là những cái con xe dịch vụ. Nhưng mà trải nghiệm như vậy thì nó ảnh hưởng gì đâu đến xe. Xong giờ là các bác thấy có status là cho thuê xe tự lái cái trải nghiệm, các thứ linh tinh, các bác lại căn cứ vào, à, con xe đó là xe dịch vụ. Vậy thì một ông bán xe khẳng định con này không dịch vụ là một ông nói phét đến 99%. Ông lừa đảo luôn. Bởi vì là ông không thể khẳng định được cái điều đấy. Xe đắt đến mấy người ta vẫn cho thuê được các bác nhá. Kể cả Rolls Royce, đấy, kể cả Bentley, sao ạ? Người ta vẫn cho thuê. Thuê làm gì ạ? Thuê rước dâu, thuê cưới. Đấy có phải là con xe dịch vụ không các bác? Đúng quá là con xe dịch vụ đúng không? Đấy. Vậy thì tại sao con mình cứ căn cứ vào cái điều rằng là một con xe dịch vụ đăng bán lên như vậy thì không nên mua. Tại sao không nên mua? Vì tại thời điểm hiện tại nó đang tốt, tại sao ta không nên mua? Bởi vì nhiều người, anh em là em nói thật, những cái người mà comment kiểu như thế, những cái con xe mà đã từng chạy dịch vụ, đã từng cho thuê kiểu như vậy không nên mua ấy, là những cái người phải nói rằng là không hiểu nhiều gì về xe. Một con xe nó có thể chạy đến mấy chục năm nếu như một người đi ít và biết chăm sóc nó thường xuyên nha. Biết chăm sóc nó, hết dầu ta thay dầu, hết nước ta thay nước, rồi thì hơi có hiện tượng gì thì ta cần phải chăm sóc và xử lý ngay. Đấy, thay rô tuyn, thay cả tất cả mọi thứ, bảo dưỡng thường xuyên thì nó chạy mấy chục năm là chuyện rất là bình thường. Tại sao có những con xe bây giờ người ta sửa lại, xử lý, phục chế lại từ năm 7 mấy, 6 mấy hay là 9 mấy đến bây giờ nó vẫn chạy cứ tằng trên đường ấy? Bởi vì xe là gì? Xe là phương tiện, mà phương tiện là do con người làm ra, con người thiết kế ra và con người lắp đặt lên. Vậy thì nó hỏng cái gì ta thay cái đó là ta đi thôi, đúng không? Đấy, vậy thì tại sao một cái xe dịch vụ lại bị coi như là kỳ thị đến vậy? Và tại sao là các showroom ô tô cũ họ đăng những cái ảnh là luôn luôn phải che biển lại? Bởi vì họ sợ cái việc đấy. Nhá. Còn cá nhân em Cường không bao giờ sợ. Các bác có comment lên trên đấy hôm trước chẳng hạn, có đăng lên trên con Accent, Accent em mới mua thế, cũng chụp lên, có các bác đăng là bác nào đi đâu không thì cho em đi tí thì em chở kiếm thêm tiền đấy, thì các bác lại cho cái ảnh đấy lên, con này con dịch vụ lừa đảo. Mà trong khi đó thì em có khẳng định cái xe đó là xe không dịch vụ đâu, đúng không? Vậy thì lừa đảo cái gì? Tại thời điểm này bây giờ cái động cơ này nó còn ngon lắm, máy nó zin, nó không bị đâm đụng, kính quanh xe nó còn zin, em bán cái tình trạng xe nó là như vậy. Các bác lưu ý, em bán xe với cái tình trạng nó đang là như vậy, chứ em không bán cái xe là cam kết không đâm đụng, không thủy kích, không ngập nước và không dịch vụ. Em không bao giờ em cam kết cái việc đấy với anh em. Đấy, các bác phải lưu ý một điều là như vậy. Dịch vụ một tí nha, người ta kiếm 50.000 vẫn gọi đó là dịch vụ. Đấy. Còn nó sẽ có hai cái vấn đề xảy ra là dịch vụ theo kiểu cá nhân và dịch vụ theo cái kiểu là công ty ra. Thì hai cái vấn đề đấy em có thể khẳng định được các bác là khẳng định là con xe này không taxi ra. Taxi ra là những cái xe từ công ty taxi nó ra. Đấy. Còn em chưa bao giờ đăng một cái video nào mà hay một cái status nào mà nói con xe này không chạy dịch vụ. Chưa bao giờ nhé. Đấy. Và em sẽ nói em chỉ có đăng là không từ công ty taxi ra thôi.
bác lưu ý một điều là như vậy. Đấy, thì đây là những cái vấn đề mà liên quan đến một cái xe có chạy dịch vụ hay không mà hôm nay em Cường chia sẻ. Đấy, mong các bác coi như là like và chia sẻ. Và nếu mà có yêu quý em Cường thì cho em Cường xin một đăng ký nhé. Rồi ok, nói một loạt là chém gió vớ vẩn nhưng 10 phút rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip nhé.